Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sàn Redshift Swap, nhận tập cần xia các bạn từ sàn GSwap nè. Thì đây giờ hôm nay các bạn link mô tả dưới video mình sẽ start chatbot nè. Rồi các bạn lưu cấp trang các bạn. Chương trình này gấp này sắp end, các bạn làm nhanh nha các bạn. 84C TN. Rồi mình sẽ nhận được 33 tóc cần xia nè, dành cho 1.000 winner ta, 30.000 lucky winner. Rồi bạn bấm start luôn đi. Nhiệm vụ đầu tiên bạn join kênh group nè, rồi bạn up nè, rồi bạn join tiếp kênh seller nè, rồi tiếp tục follow tờ Twitter và copy hashtag này nha bạn. Trên tờ Twitter bạn theo dõi nè, các bạn like này, các bạn chích dân từ quýt, các bạn dán hết tát rồi tan ba người bạn mình vào đó các bạn, từ quýt lên rồi tiếp tục follow minimum nè. Minimum thì các bạn bấm vào follow nha các bạn, rồi bạn mới đáp lại, rồi bạn bấm submit tên này các bạn, rồi bạn bấm done, submit follow Twitter name tờ quýt. Rồi tiếp tục qua điện là username tại Twitter tất cả các bạn đã follow dán nha bạn. Rồi tiếp tục mình gọi là một điện request nè. Thì bạn mở tại Twitter tất cả các bạn ra lại chứ. Bạn nhắm cho bạn anh cùng nhắm vào một sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn ra tại Twitter nè. Rồi các bạn gọi là chatbot nè. Rồi tiếp tục gỡ đường link blog file minimum nữa các bạn. Thì các bạn nhấp vào minimum nha các bạn. Rồi trên minimum thì các bạn nhấp vào anh đang đem cái anh đang đen nha các bạn. Minimum mới lót lâu quá. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar mình cái nữa nha các bạn. Nhấp vào anh avatar mình cái nữa nè. Chờ nó lót chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Các bạn sao chép đường link minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Rồi tiếp tục con submit địa chỉ bên bi sẽ match trên bet 20 trên chút collect mình nha các bạn. Các bạn copy nè. Rồi gửi lên cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào account để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Các bạn dựng lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thu cần nha các bạn. Để video bên đây kết thúc, mình chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo cho mình nhé.